Đây này các bạn, thấy chưa? Full tay luôn. Hi, xin chào quý anh chị và các bạn. Thì bữa nay mình soạn coi đỏ Grand Gateway nè. Trời, nãy giờ mình soạn nửa chừng cái mình sực nhớ, ủa sao mình không quay clip. Cho nên mình lấy camera ra thì ở đây mình soạn cái này còn lỡ dở chưa soạn xong. Cái này thì đã soạn ra. Bài này thì có đầu nè. Bên đây là có đầu hết nè. Và bên đây là mít đầu. Đợt này thì mít đầu cũng nhiều. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt đó các bạn. Đó là những cái con này nè, đợt này ngon hơn đợt trước, đó là những cái con trống. Nó full tay các bạn. Nó chớm tay lên đỏ rồi. Mà mới xài có 2 tháng mấy mà nó lên được cái tay như vậy là rất là ngon. Về nhà các bạn chăm nó thì nhiều khi con mái nó lên tay là có giá trị lắm nha. Thì mình cũng để giá như đợt trước thôi. Đây, bây giờ mình sẽ cho quý anh chị và các bạn xem cận cảnh những cái con chuẩn bán nha. Đây, đợt này là nhiều các bạn, tại vì đợt trước mình giữ giống lại cũng bộn á, cho nên là gây ra đợt này nhiều hơn đợt trước nữa. Nó càng ngày thì mình sẽ có số lượng càng nhiều. Đây, bắt đầu mình sẽ vớt cho các bạn xem những cái con trống nè. Đấy, trống này nó chưa dây mái mấy cho nên là nó còn rất là ú, thịt nó chưa săn. Đối với những cái con mà nó dây mái cực kỳ thì bắt đầu thịt nó săn lại. Thì cỡ bắt đầu 3 tháng thì con trống nó chuẩn, thịt nó săn lắm, đẹp. Mà mới có 2 tháng hơn mà bắt đầu nó lú tai hết trơn nè các bạn, thấy không? Nó có những con là nó full tai. Rồi, con mái thì chưa lên tai đâu. Con mái thì bắt đầu cỡ 3 tháng trở lên thì bắt đầu mới bắt đầu chớm tai. Thì cái bầy này thì mình thấy là tiêu chuẩn nó cao hơn cái bầy trước. Nhưng mà mình vẫn để giá cũ. Bạn nào bắt từ bây giờ thì rất là ngon nha. Đây là coi đỏ Gainer, xin nhắc lại là coi đỏ Gainer. Đây, mình cho các bạn xem một cái hồ mà chưa soạn xong nè. Thì những cái con này nó hơi nhỏ xài nhưng mà nó cũng full tay nữa. Đấy nè. Ồ, đã chưa? Nhìn cái đầu thì quá trời đậm mà cái tay nó full nè. Cận chút nè. Ồ, rất là đã. Mái trong đây còn hơi nhỏ. Ở đây nè các bạn, thì mái này nó có 2 size. Đấy. Và một size bự. Tụi nó bằng tuổi nhau hết. Nhưng mà những cái con này là nó mê ăn hơn cho nên size nó bự hơn. Mấy con này thì size nó nhỏ hơn một tí. Thì khi mà mình bán thì mình sẽ chia ra hai loại luôn. Đấy, mái size nhỏ hơn một tí thì mình để giá rẻ hơn một tí. Đó, kết hợp với con trống full tay và mái lớn thì giá y cũ. Đây. Vậy để cho anh em dễ thấy, tại vì khi mà soạn bày các bạn thì cố gắng giữ lại giống còn nhiêu bán hết, chia sẻ lại cho anh em có chơi. Giá mình thì rất là ngợi hơn. Cái này là mình chia sẻ nha, chứ mình không phải là giá bán ra đâu. Rồi bây giờ mình cho các bạn xem về những cái con cá mà mít. Những con cá mít này mình cũng chia sẻ lại luôn với cái giá rất là rẻ. Những con này nè, nó dính bầu hết rồi, cho nên là khi mà nó đẻ ra vẫn có cơ hội là có đầu. Đây, có con này nè. Đó, con này nó có một cái đầu nhỏ thôi, nhưng mà mình chẳng xếp nó vào cái loại mít đầu. Những cái con trống này mắc cười lắm. Nó không có đầu nhưng mà nó vẫn full tai. Đó, đợt này rất là đã. Đợt này tỷ lệ lên tai rất là nhiều. Nuôi càng lâu thì càng có kinh nghiệm các bạn ơi. Đấy, các bạn cứ nuôi đi, các bạn nuôi từ từ các bạn có kinh nghiệm. Và khi mình đạt được một cái thành quả gì đó, mình sẽ cảm thấy là khá là vui. Đấy, cái niềm đam mê mà. Đây, cho các bạn xem nè. Đó, mít đầu mà vẫn full tay nha. Giống full ghét không?
gần như giống full ghét, nhưng mà có điều coi là nó phải có cái trắng trắng. Full ghét thì nó đỏ hết, nhiều lắm. Cái bài mít đầu này thì để mình đếm coi, ở bên đây mình chưa soạn ra nữa nè, thì chắc cũng khoảng 10 cặp mít đầu. Để giá này là giá thí sinh rất là ngợi, bạn nào có nhu cầu thì cứ inbox cho mình. Cái này thì chưa soạn xong, nhưng mà mình nghĩ là chắc mình chọn mấy con trống chuẩn mình bán, còn mấy con máy nó size hơi nhỏ thì chắc mình để lại mình chăm size lên. Đó, mình chăm size lên. Cái này cũng đồng tuổi với nhau thôi các bạn, nhưng mà tại vì nó không ham ăn bằng mấy con kia cho nên là nó nhỏ hơn, nhỏ size hơn. Tuổi này chưa dê mái dữ lắm. Bắt đầu thêm khoảng từng tuổi nữa, bắt đầu là mấy con trống này gượt mái cho các bạn xem, gượt hầm hầm luôn. Đấy, các bạn mua ở cái size này về các bạn làm giống rất là tốt, về chăm kỹ, nuôi ra riêng từng cặp hoặc là một hồ, một chi ô thì sẽ trở thành cá giống rất là tốt. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem kỹ lại những cái đầu của những cái con cá trống. Bây giờ mình thử bắt một cái con mà không lên tay đi, xem cái đầu nó như thế nào. Các bạn thấy không, cái đầu nó giống như là nó có một cái gì đó nó nổi cộm dày lên một chút, và khi càng lớn thì cái này nó càng cộm lên kinh á, giờ rất là phê. Cái tỷ lệ lên tay cũng khá là nhiều, có thể là mình có được tầm 10 cặp trống lên tay. Mái thì chưa lên tay nha các bạn, về chăm mới biết được, hơn 3 tháng mới biết được. Đấy, bạn thấy không, đầu nó nổi lên. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi quay tiếp cho mọi người xem mình còn có thêm dòng cá gì nữa ha. Rồi tạm thời để tụi này ở đây đi, một lát soạn tiếp. Đây các bạn, ở đây mình còn bầy Tiger King. Thì bầy này cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà so với diện tích giữ lại giống thì cái hồ này là mình nghĩ là hơi chặt, cho nên là mình sẽ chia sẻ lại bớt cho các bạn. Những cái con này nó lên sai giống hết trơn rồi, cho nên là các bạn mua về rất là ok. Đây cho các bạn xem đây. Đấy, cái này chắc chia lại cho mọi người được 2 cặp, mà trống thì nhiều, cho nên là nếu mọi người có nhu cầu lấy trống thêm thì vẫn ok luôn. Cái này là con của Tiger King. Cái này không phải là yellow nữa mà là black. Bộ đuôi rất là đẹp. Bạn nào thích cái dòng này thì cứ inbox cho mình. Thì mình sẽ cho các bạn xem nè. Thì cái đuôi nó như là đuôi rồng tím gì đó, nhưng mà nó là màu đen. Còn con trống thì nó cũng đuôi bông đen, mà mình nó thì xăm chỗ một chút. Đấy, Tiger Black King. Thằng này là con của Thái King Koga ra nha các bạn. Khi mà nuôi á, nó nhiều khi nó ra không chuẩn, nhưng mà nó sẽ ra đồng loạt. Thì khi mà chúng ta chấp nhận nuôi cá bảy màu thì thường á, ví dụ như rồng xanh, rồng tím thì bắt buộc là phải nhiễm ha. Rồi ví dụ coi thì phải chịu mít đầu đó. Thì những cái con chuẩn thì chúng ta có một cái giá nó ổn định, còn những cái con mà không chuẩn á thì mình để giá lại xuống một chút, chia sẻ cho mọi người. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Và ở đây thì cái bầy Lugas nè các bạn. Cái bầy Lugas nè, thì mình có một số cái con lớn nó lên cái tuổi dậy thì mình vớt qua bên đây để chăm size. Thì các bạn nào có cái nhu cầu thì
bầy này chắc tầm 10 con. Đấy, trống tầm 3 con thôi. Bạn nào có nhu cầu nuôi từ cái size nhỏ này nè, để cho nó lớn lên nó thành cá giống đó, thì các bạn cứ inbox cho mình. Mình sẽ để giá ngợi cho các bạn. Hồ này cũng khá là rộng. Tại vì nó còn số đây nè. Nó mình bán theo size thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vớt cái con cá bố để cho các bạn xem biết được chất lượng của những cái con Lugat con. Đấy, các bạn thấy không? Đuôi bông cỏ rất là đẹp luôn. Cái vi lưng ở trên nó rất dài. BDS luôn. À. Và kế tiếp đó là mình cũng soạn lên một số con Lutoba. Tụi này háo ăn lắm nha các bạn, dạng tay lắm. Tại mình nuôi trong bầy mình hay để tay như thế này nè. Đấy, cũng tầm 10 cặp thôi. Trống thì bao full mình, full tay. Giá thì cũ. Bạn nào có nhu cầu cần thì inbox mình. Rồi vậy ha. Thì video này chủ yếu là mình giới thiệu cỏ đỏ get ear full tay của mình thôi, và một số dòng này. Cảm ơn các bạn đã xem video này và xin hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau. Bye bye.